Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh The Audio Sài Gòn. Ai đã xem kênh của Vi thì quý vị vui lòng nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nha quý vị. Hôm nay Vi sẽ giới thiệu với quý vị một con âm ly rất đặc biệt, một con âm ly ra đời để kỷ niệm 15 năm. Ngày 15 năm ngày mà cái hãng Samsung sản xuất cái model AOM Pha 677 nha quý vị. Nói chung là dòng này là dòng limited edition nha quý vị. Một con âm ly màu vàng gold, nó có hai má gỗ bóc hai bên quý vị ạ. Hai má gỗ này, hai má gỗ màu đỏ đậm, màu của trái cherry. Nếu chúng ta đã từng ăn cherry thì thấy rất là giống. Nói chung là cái mặt phay gold này rất là ok. Nói chung là không bị trầy xước gì. Và cái dòng âm ly này nó có cái cổng Balenci nữa nè. Nếu như ai có đầu đĩa cao cấp Balenci thì chúng ta hãy thử qua cái cổng Balenci này. Lau nét nè, ba lăng bát trép, có chỉnh bát trép đầy đủ hết nha quý vị. Và bây giờ mình qua trên lưng luôn. Hôm bữa mình có giới thiệu nhưng mà mình chưa qua trên lưng. Trên lưng nó có cái trầy ở đây. Nói chung là Bi cũng chưa lau kỹ. Nói chung là mặt trước rất là đẹp nha. Còn trên lưng của nó thì nó tương đối thì nó có vài cái trầy. Bây giờ Bi quay ra phía sau để quý vị nhìn sau nó có gì. Phía sau ở phía trước có cổng Balenci. Phía sau quý vị cũng thấy đây, cái cổng Balenci đây. Để xem coi. Nó sử dụng điện 100V. Công suất của nó, công suất tiêu thụ của nó là 160W. Nó được sản xuất tại Nhật Bản nha quý vị. Cái nguồn liền, cái nguồn liền này. Công suất seri của nó. Trạm gắn loa. Rồi. Và đôi loa và xin lỗi cái âm ly này hôm bữa Bi báo giá quý vị là 10 triệu đồng. Nếu như ai yêu thích cái màu vàng gold, yêu thích cái phiên bản limited của cái hãng Samsung thì nhớ liên hệ với Bi nha. Số điện thoại của Bi bên góc màn hình. Còn bây giờ Bi sẽ test một bản nhạc để quý vị cùng nghe ở trong của nó. Nói chung là ở trong cũng còn rất là ok nha quý vị. Bên trong còn rất là ok, rất là sáng nha, còn rất là mới. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng nghe nhạc. Đường xuôi vòng hai đứa này
đi.